Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Văn Tùng để chúng ta cùng nhau tiếp tục cái series bình luận ban đầu nha anh em. Ở mới tầm 2 3 ngày mình không ra cái series này thôi là anh em bắt đầu cảm thấy nhớ Phát An, rất là nhớ các idol rồi, réo gọi liên tục rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về một game đồng ở máy chủ Bắc Mỹ của idol Phát An. Cũng có thêm một tin vui là mình đã liên hệ với Phát An và có trao đổi mỏng giữa hai anh em. Thì Phát An chia sẻ là cũng rất là vui, cũng rất là bất ngờ khi mà có nhiều người theo dõi mình như vậy ở bên phía Việt Nam. Thậm chí là có những người trông ngóng từng ngày xem là hôm nay liệu rằng có game đấu của Phát An nữa hay không. Thì điều này nó không ảnh hưởng gì đến Phát An cả. Phát An vẫn sẽ đánh rất là bình thường và sẽ có những cái giáo án rất là chuẩn chỉ cho anh em, cứ yên tâm. Nên là khoảng thời gian sắp tới anh em vẫn sẽ còn đó những cái game đấu bình luận ranh đồng cùng với Phát An. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một game đấu cũng rất là bình thường của Phát An mọi ngày thôi các bạn. Ở ranh đồng thì tính tấu hài nó ăn vào máu rồi các bạn ơi. Anh em đã theo dõi video mà thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Văn Tùng cũng như Phát An nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một game đấu như bao ngày ở ranh đồng Phát An. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào cái con đấu để xem là game này có gì đặc biệt nha anh em nhá. Idol Phát An cầm Morgana đi rừng, đây là tướng tủ của Phát An, chỉ sau con Kha'Zix thôi. Và khởi đầu nó sẽ là tình huống di chuyển lên cắm mắt ở đây, sau đó về đổi máy quét anh em. Đánh rất là chuyên nghiệp, đánh rất là bài bản, 10 game như một. Lâu lâu thì có game về nhà quên đổi máy quét. Ở đây sẽ có gì đặc biệt trong đội hình bên phía Idol Phát An nhé. Chúng ta có một con Chiramia đi top mang thu thập hắc ám hoặc trừng phạt, thế nên đã tranh lên rừng à. Trong khi đó thì Trick mang thiêu đốt đi bot và khởi đầu bằng một cái phong ấn hắc ám ạ. Sau đó là một tình huống đa cố gắng di chuyển đến từ Black Archer Mid vào khu vực rừng đối phương với cú tàng hình cực kỳ khéo nhưng bị lộ vị trí rồi. Một cú khóa trượt đến từ Vin 123 nhưng đi về hướng này thì phải tốc biến chạy đây à. Chu Maclico bắt đầu bắn rất ra tốc biến đập mặt vào tường. Vega đứng đón sát với một tiếng rồ sát thương nhưng lại quy xịt. Ôi giời, tốc biến lên hàng loạt, đó là hai tốc biến được đầu tư để lấy chiến công đầu. Một pha di chuyển lang thang, một trick mất flag cũng như mất chiến công đầu vào tay của Chu Maclico rồi anh em ơi. Một cú khóa tốt đến từ Lắc. Vin 123 bị bắn trả mất tương đối nhiều máu rồi. Tiểu đáp trả đến từ Idol Black Archer Mid và sát thương là rất khá nhiều. Một pha E lọt khe đến từ Skeos, rồi sau đó sẽ ra như thế nào đây? Nước lên hơi cao. Lần này thì E trúng tướng sát thương là khá nhiều, không còn tốc biến nữa, dính thiêu đốt rồi. Nó sẽ là hai mạng. Đường trên tốc biến dứt điểm đến từ vị trí của Queen. Queen hơi với tầm rồi. Có cái gì để đút? Bấm ping lên nhưng vẫn phải lên bảng điểm số nhưng nó là execute được. Thì ra con chi đặc biệt không có mạng luôn à? Đẹp thế nhở? Phát An đang móc cua ở khu vực khá gần khu vực bộ đôi đường dưới của mình để xem cái pha móc cua này thì Phát An có đi gank hay không đây. Cấp độ 4 đã có rồi. Quyết định đến từ Phát An, nó di chuyển để gank khu vực đường giữa thì phải không? Di chuyển để cướp bãi đá. Một pha ping nhưng mà di chuyển đường vòng hơi xa. Mặc dù bộ đôi đường dưới đối phương không có tầm nhìn, Phát An rất là cẩn thận đi với đường vòng rất xa và quét mắt trước. Quét mắt trước. Thằng nào đi có trick của tao, thằng nào đi cái bộ đôi đường dưới của tao. Trick tàng hình lên để hưởng ứng pha gank đến từ vị trí của Phát An. Cú khóa ánh sáng nhầm bóng tối đã trượt. Và bên phía bên kia đã có rút lui cái hồi máu. Búp khiên đen đánh tay liên tục sát thương rất nhiều, đó là mạng dành cho Phát An, mạng shutdown. Pha gank thành công đến từ vị trí của Phát An và xem khu khoa bóng tối. Ôi hơi tiếc nó lại trượt ở tầm gần. Nhưng không sao nha, Trick bắn đi bạn ơi. Trick bắn đi bạn ơi. Sát thương đến từ Trick là khá nhiều với còn một cái E nữa nhưng không đủ đam rồi. Vince 123 đã có một tình huống tốc biến khá tốt. Solo đi luôn mày. Thích tiêm ra. Ui offlay gắt thế. Hơi rén một tí, vừa bị outplay một cái hơi rén, hơi tâm lý một tí, tốc biến luôn cho nó chắc các bạn ơi. Chị bắt đầu thiện một pha gank ra khu vực đứng giữa nhắm vào vị trí Victor, kéo theo cả Vin 1233 ra đây nữa. Một pha làm choáng tốt, chị bắt đầu dồn sát thương vào, trụ bắn có vẻ là hơi nhiều, sát thương là không đủ. Chị ta bị trụ bắn chết rồi, execute được lại không có mạng, điên đẹp thế nhờ. Phát An solo tay đôi cùng với vị trí của Kazubazo, các kiểu đà điều. Dính khóa bóng tối và viết quyết định đến từ Kazabuzo sẽ là như thế nào đây. Tốc biến lên chém liên tục của Idol Phát An, bị làm choáng và tốc biến không kịp rồi. Phát An lên bảng đếm số và không làm được gì cả. Tranh chấp con cua đến từ cả hai support. Vin 1233 đang có một tiếng tranh chấp cua nhẹ diễn ra ở đây mà ăn hộ con cua này của Phát An luôn, tao nói thật gì chứ. Con cua lách khéo quá nhở. Lắc này vẫn tính tranh cua à? Vẫn tính tranh cua của Phát An à? Một cú khóa bóng tối, một tình huống tranh chấp cua, Phát An giữ được con cua và có được độ 5 rồi. Mày tranh cua của ai? Làm sao? Thích tranh cua không? Thích tranh cua không? Này. Khóa như thế thì làm sao mà đỡ nổi. Phát An có một tiếng khóa bóng tối lấy mạng hỗ trợ đối phương để dằn mặt con cua. Viego đang đi ra để tranh chấp rồng, đánh cái hoa soi sáng, thấy Phát An đang ăn rồng nhìn có vẻ là khá thèm. Nhưng mà liệu rằng có cướp được hay không đây? Kêu gọi thêm cả Chitana đi ra để có thể cướp rồng nữa, Victor cũng đang ra. Trick cũng đang có thể tàng hình ra để có thể hỗ trợ thêm cho tiếng tranh chấp rồng. Nó sẽ là tiếng tranh chấp trừng phạt như thế nào đây? Chit đánh hạt thông, nhầm nhảy thẳng xuống. Rồng phục về cho Idol Phát An và sau đó là tiếng phản công với tiếng rồng sát thương và Viego khóa bóng tối bão điện thử.
Nó là một tướng tranh chấp rồng cùng tranh chấp hộ các bạn ơi. Đánh với Phát An mà ăn rồng với ăn cua, tôi nói thật là chỉ có No Hope. Đánh với một người đi rừng kiểm soát như phía bên kia như thế kia thì chỉ có tự sát thôi anh em ạ. Làm sao mà cướp được rồng? Mà đấy các bạn thấy không? Mất cả flash lẫn cả mạng cũng vẫn không cướp được cái gì cả, mất cả cua lẫn rồng đấy. Giáo án kiểm soát của idol nó vẫn chuẩn chỉ lắm anh em ơi. Trong khi đó thì Phát An ra khu vực giữa để ganh con Vega này. Con Vega đứng láo, dồn sát thương chết được Vin bên phía bên kia. Nhưng đó là cũng khóa bóng tối vào lính rồi. Không sao cả, vẫn chạy tới chạy lui và ăn tương đối nhiều sát thương đến đến chục cuối với Victor trước khi lên bảng với sát thương cuối cùng thuộc về idol Phát An. Ui, ăn rồng đấy các bạn, ăn rồng thì đúng rồi, ăn rồng, đánh cái gì thì đánh phải ăn rồng. Mạng có thể mất, game có thể thua nhưng mà rồng thì không được mất. Ôm thì muốn đi chuyển ngang qua nhau, bắt đầu chém rất đau đấy từ vị trí của cực chắc lê rồi. Được cái top đem sao đấy ông? Đi đâu đấy? Tại Phát An đánh hay quá, giờ đi theo phò Phát An thế thôi hả? Bỏ lane đi theo Phát An rồi anh em ơi. Tiếp tục e lên chém rất phũ. Đã có mạng shutdown khu vực đường dưới dành cho Lắc, tôi không hiểu lý do tại sao, tôi sẽ reply sau. Một tiếng quay ngược trở lại dính khóa anh sẽ bóng tối và lên bảng điểm số. Bật luôn chiêu cuối cho nó chắc đến từ chắc lên, cắm mắt kiểm soát ra như kiểu đắp mộ cuộc tình ở đối phương vậy. Chúng ta xem lại một tình huống idol trick lên bảng điểm số khu vực đường dưới là như thế nào đây. Đứng click chuột phải liên tục và ăn cái khóa ánh sáng lên bảng rất đen đủ dành cho trick, không kéo theo được Chitana. Một pha làm trắng tốt đến từ TNH Hotaru, sát thương là rất nhiều nhưng chưa kịp bùng nổ sức mạnh rồi hơi đen. Và đấy mà tốc biến bùng nổ sức mạnh là chỉ còn chết thôi anh em ạ. Đam Vega là rác thật sự. Một pha kéo tốt đến từ vị trí của Swain. Cầu vòng tối thượng sát thương đủ với sốc điện và thiêu đốt. Nhưng liệu rằng có về đấy không? Đây không về được rồi. Pha đổi mạng đến từ cả hai support của đường dưới. Trong cái đó đường giữa đến từ Faran, đó là pha ganh với cú qua bóng tối sau đó sẽ là như thế nào đây? Sát thương rất nhiều, Vega vẫn kịp kéo theo vị trí của Victor trước khi lên vào điểm số. Một pha tham mạng KS đến từ Victor kết ở đây đó là chết theo vị trí của Vega. Đường trên cú qua ánh sáng rất bóng tối rất ảo và chói hồn đưa ra luôn hay như thế nào đây? Chưa có chói hồn. Phát An đánh tay nhập vào lính rồi. Và solo 1v1 thì khóa bóng tối. Cái gì kỳ vậy? Cái pha tưởng thì hụt thì lại trúng. Phát này lại trúng. Ôi ảo thế. Cái pha này tưởng trượt thì lại trúng. Đánh tay vào lính hơi nhiều đến từ vị trí của Phát An. Sau đó là một tiếng tưởng trúng thì nó lại trượt. Bị solo kill mất 2 mùa vào tay của Queen phía bên kia. Rất đen cho Phát An. Thậm chí bị shut down nữa kìa. Ở đường dưới thấy có biến là chạy xuống luôn. Swain dồn sát thương với chiêu cuối và hồi máu lại khá là nhiều khiến cho Vin 1233 đang hơi đơn độc. Và đó là một tiếng ít nhất là Vin 1233 giết được con Swain trước khi bị con chì nó xuống nó chặt liên tục một ít. Nó là một tiếng tăng hình lên từ trick của Black Archer Mid. Và thêm một mạng nữa, một cú quy flat vẫn bị bắn chết. Chitana nhảy thẳng lên. Nhưng mà trick thì sao đây, trick tiếp tục tăng hình lên tìm kiếm của Chitana vừa mất đớp này. Chỉ còn R, tung heal chạy đi ông ơi, tung R tốt. Tung heal ra, chin chặt nhập vào trụ nhưng không sao. Nó vẫn là mạng dành cho vị trí của Trick. 1v1 tiếp tục được diễn ra khi mà dừng Kazamuzo xuống với tiểu vét được một mạng của Chidamir. Trick đang còn rút lui với cú tăng hình với tốc độ là khá cao, không bị làm choáng trong pha này. Quay lại chơi luôn bây giờ, quay lại chơi luôn này. Hello, bắn liên tục đến từ vị trí của Black Archer Mid nhưng sao lại là không đủ, hơi đen. Tranh chấp rồng diễn ra, mạch cướp rừng của ai? Cướp rừng của Phát An không khác thì cướp rừng của Sọp cả. Và đó là cú khá bóng tối kết hợp cùng với lượng sát thương rất lớn đến vùng đất chết nhỉ. Chưa. Idol Phát An chưa chết. Phát tốc biến chọc Queen cuối cùng đến từ vị trí của Viego sát thương đã đủ rồi. Queen giang rộng đôi cánh của mình ra khu đường giữa để tấn công vào Charlie. Một tiếng dồn sát thương khiến Charlie mất tầm nửa cây máu. Di chuyển thẳng về hướng của Vega nhưng đó là tiếng đặt vòng mù mắt. Đức Queen cũng vào chim mất rồi. Và đang bị chim cắn khá đau đó vị trí của Queen. Một pha kẻ ép tốc biến Viego đến để có một tiếng solo 1v1 với lại vị trí của Huckley. Nhưng mà liệu rằng có solo đấy không? Quay ngược trở lại một cái chiêu cuối chém mày luôn. Tao chém mày. Mày làm sao? Mày... Dễ thế. Dễ vậy. Ôi cú khóa trượt đến từ Phát An ở tầm gần. Phúc khiên đen và sau đó lên bảng điểm số Victor gỡ được một mạng. Ôi thậm chí sát thương là chưa đủ để gỡ mạng rồi. Hơi đen dành cho đồ Phát An. Chết chay rồi các bạn ơi. Với một lượng máu rất ít ỏi nhưng mà Phát An cộng với Swain vẫn có những pha phản công mẫu mực với một tình huống e tốt đến từ vị trí của Swain. Sát thương là chưa đủ đến từ Chitana. Chitana bị làm chậm, Chitana còn đứt, kích bọc xuống lên bắn rất thốn. Đó là một tiếng trả sát thương lại đến từ vị trí của Lack với cú khóa tốc điệu. Nó trâu bò đánh nhau rồi muốn chết thế kia, đen thế nhở. Đang vu va vu vơ. Người ta chỉ đi theo người ta xem phim thôi, làm gì mà... Lần này thì Phát An đã tìm kiếm được một cú khóa ánh sáng rất là chuẩn chỉ và sau đó thì lấy thêm những mạng hạ gục về Chidamir. Idol Phát An đang di chuyển để cướp rừng. Lượng máu rất ít đến từ Phát An. Một pha chiêu cuối mù mắt đến từ Lắc lên phía bên kia làm choáng bồi và phụ sát thương thì Hotaru đã có một tiếng one shot được vị trí của
Gotti Yonipa Chita Miyako dưới đan trụ, sau đó thì Fadan di chuyển và bị cỏ cực kỳ yếu máu, và đó là một tình huống khóa bóng tối chuẩn xác, lấy nửa cây máu hỗ trợ đối phương, thêm một cú đúp đến từ Swain nữa. Viego bắt đầu tàng hình ra, chiêu cuối có cú chiêu cuối hất tung hai người, và đó là một mạng dành cho Viego với mạng shutdown của Fadan. Trick tàng hình lên bắn Vin 1-2-3 đi rồi anh em ơi, Vin 1-2-3-3 đã có một tiếng bị úp sọt bởi vị trí của Black Archer Mid. Dồn sát thương đến từ Trick, đạp nhầm cái vòng và bị làm choáng rồi, sát thương chưa đủ để Trick quyết định cay xè. Bên phía bên kia được thấy có một tiếng đánh từ nhà đến trường, thì cuối cùng Swain cũng đã chết cùng với Fadan. Sao lại cướp rừng giờ này không? Cứu con Trick cái. Trick này bị con chim kiếm kiếm hoài anh em ơi. Xanh thì xanh thật, nhưng mà con chim đơm trước thì vẫn thua được. Idol Chi Tâm Biên thì đang di chuyển lang thang như cái bang và đã ra sông rồi. Làm choáng liên tục, con này sẽ là bồi vào. Chi này mới bật chiêu cuối lấy nộ lên chém rất phũ nhưng bị làm choáng. Bắn chưa chết được ai cả. Bây giờ sẽ là tình huống như thế nào đây? Không về được rồi. Mất rồng là game này nó rất là vô nghĩa. Ô cái gì đây? Kazabuzo đã có một tiếng follow 1v1 với Victor, bị dồn sát thương lên bản điểm số rất nhanh với mạng shutdown dành cho vị trí của con Tinobia. Sau đó là một tình huống ép tốc biến tốt đến từ Smogon. Rồng đã được bỏ ngỏ, Fadan di chuyển ra, khóa bóng tối trượt, chói hồn thì không trượt, bấm đồng hồ trước cho nó chắc cốp. Sau đó là một tiếng di chuyển bị Chitara bắn rất đau, khóa bóng tối xịt, bị kích bọc thương số, mất máu tương đối nhiều. Queen di chuyển sang, Queen không phát hiện ra Fadan. Fadan vẫn đang bị bắn nhưng sau đó chưa đủ đến từ chú Buckley của bên phía bên này, thì Goniba đang bị đấm liên tục sát thương rất nhiều. Mạng shutdown cho Fadan. Rất chấm hỏi con Chitara làm sao đấy, Chitara làm gì Fadan mà lên bản điểm số rồi. Còn Victor bên kia thì bị đơm bởi con Queen, chắc là chết rồi. Trong khi đó thì Chitara có một tiếng di chuyển rất dài dột. Một tình huống dọi thấu kính tốt đến từ luck của Vin 1-2-3-3 giết được Fadan, nhưng sau đó thì đồng đội cũng đã mất một vài người. Queen tiếp tục gồng chim lên để có thể nó bị bắt lại. Mày bắt ai? Nãy mày bắt ai? Mày bắt tao hơi nhiều. Idol Trick có vẻ hơi cay cú con Queen này rồi. Tí nó tàng hình bắn mày chết. Dám bắt lẻ nãy giờ khó chịu liên tục. Con Queen này tính ra cũng xanh nhưng mà... Né skill đi với ông. Đây rồi. Thừa hưởng đức tính tốt của Fadan là một điều cần thiết. Và idol này quyết định mang theo trừng phạt để game này chỉ phục vụ với mục đích duy nhất. Nó là ăn mục tiêu lớn cho Fadan thôi. Lỡ Fadan có chết thì vẫn còn người có trừng phạt để mà ăn mục tiêu lớn. Swain quay lại cân 2 ạ. Một cú vụ nổ vũ trụ đưa ra. Viego xuống để cướp rồng. Tốc biến xuống tranh chấp trừng phạt vào đó. Tình huống mất rồng đến từ vị trí của Charlie rất đen và thậm chí bị chém chết vì không có chiêu cuối. Có những dấu ping ra Baron đến các thành viên team 1 thì phải. Liệu rằng ăn Baron được hay không đây, khi bên phía bên kia vẫn còn đó 3 thành viên rất sẵn sàng. Bắt đầu ép Baron với lượng sát thương lớn đến từ Queen cũng như là cả Viego nữa. Cả mắt rất chuẩn chỉ. Chitara nhảy xuống. Team đang ăn Baron có Chitara tấu 2 rồi anh em ơi. Black Archer Mid đi ra với một tiếng bắn liên tục vào người của Vin 1-2-3-3. Không kịp trả lại cầu vòng tối thượng và lên bảng điểm số rất nhanh. Dòng Baron vẫn còn tới 2.000 máu và con Queen này vào đam phụ người ta với đi. Nó sao vẫn... Một và cướp Baron fail đến từ Chidamir với cú trừng phạt hơi sớm nhưng team đang gỡ mạng. Black Archimid vẫn đang bắn được. Bắn liên tục vào vị trí của Smogon và lên bảng điểm số rất nhanh. Đó là mạng shutdown dành cho Black Archimid. Trick lại tăng hình lên bắn cho Black Archimid tiếp tục tìm kiếm thêm mạng hạ gục. Và đó là một tình huống... làm gì làm né con Vega này ra một tí, nó xanh lắm rồi. Nó 5-700 AP rồi. Một tình huống áp sát đến Fadan với cú khóa rất chuẩn chỉ, kéo ngược Chitara về và sát thương rất nhiều. Một chiêu cuối đẹp đến từ luck của V1233 nhưng tiếc sát thương lại là không đủ. Cú hóa lên đến từ Swain, nó hóa rơi, hóa rồng, hóa cóc các kiểu lên. Và đó là cú e rất nhiều người đến từ vị trí của luck. Sát thương cực kỳ nhiều đến từ Hotaru và đó là một mạng dành cho vị trí của Vega thì phải. Chuckley đang bị đơm, Chuckley không còn chiêu cuối nữa. Lang thang như cái bang và cuối cùng lên bảng điểm số rồi. Setup rồng anh em ơi, rồng rất là căng thẳng ấy. Rồng ở cái ranh đồng nó làm cái gì đấy rất là quan trọng, nó quan trọng hơn cả cái nhà chính đấy anh em. What are you doing bro? Một phát tấu hài trước thềm giao tranh đến từ vị trí của Vin 1-2-3-3. Khóa ánh sáng chuẩn xác, nhầm bóng tối chuẩn xác đến Fadan bấm đồng hồ. Xạ thủ đối phương lên bảng rồi. Chin đang quẩy, Trick bắn hết. Bên phía bên kia là mạng dành cho vị trí Victor với người lên bảng đó chính là Viego. Và thêm cả đó Fadan cũng phải lên bảng theo. Nhưng bên phía bên này Trick bắn được các bạn ơi. Idol Black Archimid vẫn đang bắn ngon luôn. Và liệu rằng có ăn được con rồng này không khi mà Vega đang sẵn sàng với cú đấm xuống. Idol ping liên tục cái smile của Chitara. Ping liên tục không nói nhiều. Với một pha di chuyển đến từ vị trí của Chitara đẩy rất cao thì đã bị bắt bớ bởi Idol Fadan cũng như Idol Black Archimid ở đây. Với một tình huống di chuyển ra với cú khóa bóng tối kìa. Nó chuẩn chỉ búp khiên đen để né sát thương cũng như cái khả năng đẩy lùi đến cái đại bác đẩy lùi Chitara.
10 số sách trường về dài bạn ơi, hợp lý chưa? 40 và 35 mạng hạ gục cho mỗi bên và chúng ta đang có một game đấu cũng rất là căng thẳng. Xin đâm nhiên cắm mắt xuống ăn Baron. Can lộ lộ thật sự. Rồi, giờ này ăn Baron là chết đấy nhá. Phát đàn bút khiên đen di chuyển kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực mục tiêu lớn, đó là Baron anh em ạ. Những pha kiểm soát Baron mẫu mực như kiểu là pro player vậy. Và đó là một pha Viego đang đứng chờ sẵn trên tầm nhìn rồi, lộ vị trí rồi ông ơi. Đứng dình mấy pha như thế mà ăn cái khóa bóng tối là chỉ có chết thôi anh em ạ. Trong khi đó thì Idol Harley đang di chuyển ra khu đứng giữa với ý định bắt một con Vega, hiện tại đang là khoảng chừng 600 AP. Với lượng sát thương như thế này nó bớt một phát cũng chết một đứa luôn đấy anh em. Idol Vin đang bước lên hơi cao, thách thức Fadan, Fadan tìm kiếm một cú khóa như thế nào đấy, tốc biến né khóa nhìn ảo thế nhờ. Bên phía bên kia Trick đã bắn hạ được Viego và Luck cũng đi theo vị trí của rừng và nó sẽ là tiểu lợi thế hơn người. Pha di chuyển phát hiện ra con Vega nhìn nó hơi sợ một tí đến từ Idol Harley. Queen đã trở lại rồi. Những cánh chim không mỏi đã trở lại với chúng đạp e thẳng vào, bị dồn sát thương người trở lại. Vega tung ra tiếng làm choáng và ngay lập tức giết được vị trí của Victor và Idol Queen thì không biết bắn ai cả. Bắn trái bắn phải một hồi thì đây bảo điểm số luôn. Nó là mạng dành cho Idol the Black Alchemist, sau đó thì sẽ là như thế nào đây? F Baron đã có những dấu hiệu ping Baron đến từ Idol Fadan. Một người đi rừng mẫu mực, một người đi rừng kiểm soát. Trong khi đó thì Trick vẫn đang tàng hình bắn liên tục được từ nãy đến giờ và có vẻ như con Chitana sẽ chết luôn. Quét sạch dành cho cái team Fadan. Vega chết không kịp làm gì và đó là một tình huống F Baron thành công đến từ team của Fadan với 3 người ăn thôi. 3 người ăn là đủ rồi anh em ạ. Con Trick này cho nó đi đầy lẻ phá trụ được rồi. Một pha bắt lẻ rất là tốt, con Trick xanh quá rồi anh em, con Trick có đồ 4 đồ rồi. Nó đi đâu đây? Lang thang vậy ông? Lính ở mãi dưới đây sao mà đẩy trụ được? Hơi chú chuột đần một tí. Có quy rồi không sợ, có quy rồi không sợ. Có quy rồi không sợ, thằng nào xuống đây, thằng nào xuống đây, thằng nào xuống đây. Bắn hết. Tầm này có Trick 4 đồ là bắn hết thôi anh em ạ. Con Vega này nãy giờ là hơi bị bất cẩn đấy. Vega nãy giờ không xài R đấy nhá. Mũ phù thủy rồi kìa. 800 AP. À được, có Baron rồi anh em ơi. Có Baron xong được để mất rồng nhá. Rồng này rất quan trọng nha. 20 giây linh hồn rồng lửa mất cái là hơi mủ luôn đấy. Fadan di chuyển trước để kiểm soát tầm nhìn với những tình huống búp khen đen và quét mắt. Swain cắm mắt lên phía trên và đó là một tiếng phát hiện tương đối nhiều tầm nhìn của đối phương. Kéo e tốt, nhắm vào Vega, khóa ánh sáng chuẩn xác, kéo ngược trở về đến vị trí của Swain, sát thương rất nhiều. Phát tốc biến chạy bị đốt chết rồi. Idol Fadan có mạng tung chói hồn ra bấm đồng hồ. Trick bắn liên tục vào người của Chitara và đó là một tiếng bắn chết từ xạ thủ đối phương. Lợi thế hơn người là rõ, lại là khóa bóng tối chuẩn xác, bắn liên tục đến từ Trick và Akumit. Trong khi đó thì Luck đứng ăn. Apka. Rồng đã có rồi, phát ra có thanh niên thấy nó ăn chim. Quét sạch rồi, tìm phát ăn rồi. Trick thì đang ăn trụ với cái tình huống tanh trụ hơi lâu nhưng mà vẫn ăn được. Dỗi à, dỗi tim à. Dỗi vãi à lịt. Đánh support không gánh nổi. Có yêu kiểu gì. Và đẩy Vega đến team của Fadan để end game luôn, là end game luôn rồi. Vega trở lại rồi. Vega trở lại với một tình huống đặt vòng hay là như thế nào đi ông. Dính khóa bóng tối và lên bảng điểm số là cái chắc. Dồn sát thương lại với cái vụ nổ vũ trụ của anh em, tự nhiên giết được thêm có Victor nữa. Chit đi ra bắn Diego băng thẳng lên dính chói hồn. Đó là một tình huống bắn rất tốt đến từ vị trí của Trick. Nhưng mà cuối cùng thì Chitana chắc là cũng phải bỏ nhà mà đi thôi. Bắn đến từ vị trí của Trick là rất tốt. Thêm một mạng nữa dành cho Idol Archimedes GG rồi. Con lắc với game kiểu bị trầm cảm quá rồi. Ôi, như vậy là game đấu chiến thắng dành cho team của Idol Fadan sau 36 phút thi đấu rất là căng thẳng. Và cũng là một cái game đấu giáo án kiểm soát Fadan đã phát huy tác dụng. Hơi tiếc một tí là cái thanh niên Chuckley này không học được những cái giáo án của Fadan để có thể phát huy tốt hơn cái khả năng kiểm soát mục tiêu lớn với những cú trừng phạt đi vào lòng đất. Cuối game trừng phạt vẫn 450 sát thương vì không mua đồ đi rừng, anh em ơi. Không có nhiệm vụ đi rừng và không thể nào cường hóa trừng phạt lên được 900 giống như là Idol Fadan. Rồi, đó là game đấu của Idol Fadan với những cái anh em ở rank đồng. Và rất là cảm ơn anh em vì đã theo dõi video của Văn Tùng. Đừng quên để lại một like cho video, một subscribe cho Idol Fadan nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại vào các series tiếp theo của Bình Luận Rank Đồng.